Ông bà có câu, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Trong phân bón là một loại dưỡng chất quan trọng không thể thiếu cho cây trồng. Để tìm được một loại phân bón phù hợp là điều không dễ đối với bà con nông dân. Với mục tiêu mang đến cho một nền nông nghiệp Việt Nam một sản phẩm phân bón an toàn, tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận, hiệu quả dài lâu, tạo thương hiệu cho nông sản Việt Nam trên bước đường hội nhập. Nắm bắt nhu cầu đó, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước ra đời vào ngày 17 tháng 4 năm 2009. Là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu các loại phân bón hàng đầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra, công ty còn mở rộng kinh doanh sản xuất, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản như sắn lát, ngô, đậu xanh, tinh bột sắn đi nhiều nước trên thế giới, tạo những bước đột phá để từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Công ty luôn cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Với đội ngũ lãnh đạo hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nông sản và phân bón, cùng đội ngũ nhân viên năng động và có tinh thần trách nhiệm cao, công ty đang có những bước tăng trưởng và phát triển nhanh chóng. Doanh thu hàng năm đạt khoảng 500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 triệu USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Sau một thời gian nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phân bón trong và ngoài nước, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó chính là trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm phân bón NPK 16168+13S của tập đoàn Nam He Hàn Quốc tại Việt Nam. Từ đó đến nay, phân bón NPK Nam He đã và đang phát triển không ngừng. Thương hiệu phân bón của tập đoàn Nam He Hàn Quốc đã được bà con khắp cả nước tin dùng và chọn làm giải pháp tối ưu nhất cho cây trồng. Điều gì đã tạo nên một bước tiến vững mạnh của phân bón NPK Nam He Hàn Quốc? Phân bón NPK Nam He là phân bón phức hợp 3 thành phần chính là đạm, lân và kali, nhằm mang đến cho bà con những vụ mùa lúa tốt, mùa màng bội thu. Phân NPK Nam He có đặc tính tăng nhanh, khó bị rửa trôi, cải tạo đất phèn, đất mặn, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất, giúp đất màu mỡ. Đặc biệt trong vụ lúa đông xuân, bà con nông dân sử dụng phân bón NPK Nam He Hàn Quốc sẽ giúp lúa phát triển nhanh, mạnh, bộ rễ ăn sâu vào đất, giúp lúa cứng cây, chống đổ ngả, hạn chế được sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt, giúp hạt to, chắc, chịu cảnh và đạt năng suất cao. Với tính năng vượt trội, sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nam He, một tập đoàn nhà nước hàng đầu Hàn Quốc, sẽ mang lại cho bà con nông dân sự lựa chọn tốt nhất, giúp nông sản sạch, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe con người. Phân bón NPK Nam He là nguồn thức ăn tốt nhất cho cây trồng, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho đất. Thực tế đã chứng minh phân bón NPK Nam He giúp cải tạo đất tươi xốp, tạo điều kiện dự trữ dinh dưỡng cho vụ sau, giúp cây khỏe mạnh chống chọi với sâu bệnh. Đó chính là giá trị cốt lõi của sản phẩm. Đời cha làm, đời con vẫn còn hưởng thụ. Phân bón NPK Nam He hôm nay vì một nền nông nghiệp bền vững. Thì qua một cái thời gian vừa qua, bản thân tôi là nông dân đã sử dụng cái phân bón NPK 16168+13S của công ty Nam He Hàn Quốc sản xuất, do công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước nhập khẩu và phân phối trên địa bàn Bình Định. Bản thân tôi thấy rất là hiệu quả, cái lúa phát triển tốt qua các thời kỳ và chống chịu sâu bệnh, giảm cái chi phí sản xuất cho người nông dân. Bên cạnh đó, tôi còn dùng phân bón NPK 16168+13S bón cho các loại cây trồng khác, ví dụ như cây mai ở Bình Định thì rất là phát triển và làm cho người dân phấn khởi và rất là tin dùng cái phân NPK 16168+13S của công ty xuất nhập khẩu Tiến Phước.
thời gian qua tôi đã dùng phân bón NPK 16-16-8-13X của nhà máy Nam He Hàn Quốc sản xuất, do công ty xuất nhập khẩu Tiến Phước phân phối trên thị trường Bình Định. Tôi thấy tăng rất nhanh, hiệu quả cao cho bà con nông dân so với các loại phân khác trên thị trường, giảm thiểu chi phí và mang lợi nhuận cho bà con nông dân. Để sản phẩm phân bón NPK Hàn Quốc đến tay người nông dân, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước đã thực hiện một cuộc cách mạng marketing. Hệ thống phân phối trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, từ Gia Lai tới Lâm Đồng với hàng trăm đại lý cấp 1, cùng đội ngũ nhân viên nghiên cứu thị trường hùng hậu, chính sách ưu đãi cho các đại lý luôn được công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước chú trọng và quan tâm, mà không phải bất kỳ công ty phân bón nào cùng làm được. Chúng tôi thực hiện chiến lược bán giá đồng nhất và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư hệ thống kho lưu trữ với diện tích trên 40.000 m2, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt và bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ, đặt tại các vị trí thuận lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định và gần cảng biển Quy Nhơn, thuận tiện cho việc giao nhận, vận chuyển, phân phối hàng hóa. Với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước, chỉ có đầu tư không có đầu cơ. Trong thời gian tới, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phước sẽ tập trung mở rộng và nâng cấp hệ thống đại lý để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với phương châm, sự tin dùng của khách hàng là giá trị cốt lõi của công ty. Vì một nền nông nghiệp bền vững.